làm gì vậy? Cô định giết tôi hả? Thái cho tôi đi, tôi còn về với gia đình nữa. Bao nhiêu năm đủ rồi, anh đi đâu? Lên, tôi xin con, lên, lên. Quang. Lên. Lên ơi. Chị Trang, lên xe nhanh lên. Em đưa về với Nắng nè. Quang. Đi ra đây. Thông thường thì Trang phải đi qua những nơi mà mình đã từng đi qua đúng không? Mà tại sao ngày hôm nay Trang không đi qua những nơi mà mình đã từng đi qua, trong khi Trang phải đi qua những nơi mà mình đã từng đi qua, vậy mà không có cơ hội đi qua những nơi mà mình đã từng đi qua? Như vậy thì có nghĩa chuyện gì xảy ra? Cái chuyện gì xảy ra mày nói mày ra đi, mày đi qua hoài à? Trang gặp chuyện rồi,